Ở phía trước mọi người, đây là vùng hạn mặn được cho là xảy ra nghiêm trọng nhất ở miền Tây. Và suốt 2 tháng qua, không một giọt mưa. Và đây là một dòng kênh mà nước biển đã xâm nhập vào, khiến cho cây cối chết chóc. Và ngày hôm nay mình cùng với chú Minh Cô Đơn sẽ đi phát nước cho bà con. Và hôm nay thì mình có mua 30 khối nước cùng với rất là nhiều nước lọc, cùng với nước suối để tặng cho mọi người. Và những ngày qua thì rất là nhiều cô chú anh chị gọi điện thoại cho Phong là mong muốn là hỗ trợ nước cho bà con. Nhưng mà thực sự thì mỗi ngày di chuyển như vậy á, tụi mình chỉ có thể chở được khoảng từ 60 cho đến 90 khối nước và gần như không đủ sức. Vì vậy thì mong mọi người thông cảm là nếu như cô bác anh chị có nhu cầu á, hỗ trợ nước cho bà con thì có thể đến trực tiếp tại huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang. Ở phía trước mọi người, đây là chiếc xe ba bánh của chú Minh Cô Đơn và đang cố gắng vận chuyển nước vào những cái hộ khó khăn, những cái hộ mà nằm sâu vào bên trong thuộc xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Và mọi người cũng thấy số điện thoại của chú Minh được in ở trên đầu xe và những ngày qua điện thoại liên tục gọi đổ chuông vì mọi người đang cần nước và liên hệ chú Minh nhờ hỗ trợ nước. Hôm nay thì chú lại tiếp tục mang những cái giọt nước ngọt đến cho bà con thuộc tỉnh Tiền Giang, và đây là một trong những cái hộ mà rất khó tiếp cận cái nguồn nước ở phía đầu hẻm. Đây là một anh khiếm thị đang mang cái máy bơm ra nhờ chú Minh bơm. Ôi, xe bọng không anh? Bình thường mà nếu như không có xe của chú Minh mang nước vào á thì ở đây thì chị với những người trong xóm này tiếp cận nước bằng cách nào? Đi ra đình lấy, ra đình chở. Đây phải chắc cũng 2 cây, 2 cây số. Không này không. Rồi. Chị ơi, em thấy phía sau lưng mình có một cái con kênh đó, thì cái nước này như thế nào? Cái nước này là nước mặn. Nước mặn có nghĩa là mình không tưới tiêu được không luôn, không tưới gì được, cây có đừng dẹp cái bông bơm nha, đồ đừng không dẹp cái tưới được. bơm nha, để cái bơm nha. Em thấy là chuối là một loại cây rất là ưa nước và cần nước nhiều, nhưng mà những cái bụi chuối ở đây đã bị cháy lá rồi. Nó cháy rồi, nó xuống đợt rồi, nó mặn quá đó, nó xuống rồi. Chuối này là nó chịu nước ngọt mà giờ nó mặn rồi, nó sụt xuống hết rồi. Nhà mình có trồng cây ăn trái hoặc là những cái cây nào cần nước không chị? Không, có một cây xài duy nhất đó. Mà xài này nó còn nằm sát trong đây, nó không có ảnh hưởng nước mặn. Mỗi ngày công ở đây á, mỗi cái chuyến biển người ta sẽ kiếm được khoảng từ 200 đến 300 ngàn mỗi ngày. Đúng rồi. Và mỗi người bỏ ra một khối nước mua ở đây giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền? 120 tới dao động 150. Nhưng mà em lại thấy là bà con gần như là bỏ hết công ăn việc làm để đi gánh nước về uống. Vậy tại sao mình không đi làm để kiếm tiền, để dành cái khoản tiền đó mua nước về sinh hoạt? Mua không ai chở hết. Đường này nó vắng nhỏ quá, quá, nhỏ quá, người ta quá chở người ta thì sợ không được. bồn nó lắc lắc, người ta sợ lọt xuống kinh, người ta không chở. Chỉ cho mấy cái xe mà nhưng của chú Minh đây nè, là nói chung là chú Minh ổng liều đó, ổng liều ổng mới chở vô đây được đó, chứ mấy người kia người ta không dám, tại sợ lật cái kinh á. Cái kinh này thì em thấy nó nổi những cái váng màu trắng lên, là cái này là do muối hay sao ta? Cái này phèn, Phèn. phèn mình xài không được đâu. Bơm lên để vợ cầu mà nó vàng cháy luôn á. Nhà thì trong bồn, chứa trong bồn, còn mấy cái thùng này là mấy cái thùng nước mặn. Mấy cái thùng này là mấy để hứng nước mặn giờ dội mồng cầu, còn cái phi này là phi nước ngọt. Đây nè, phi nước ngọt để tắm rửa nè. Cái này là phi nước ngọt đúng Phi không? nước ngọt, còn 2 cái thùng đó là để xách nước mặn ở ngoài bồn, ngoài là vô giỏ cầu. Thì có cái này để cái này là chứa nước mặn, mình xách vô mình đi tiêu đi tiểu. Rồi mình ấy, còn cái này là chứa nước mặn. Chứ không không có xài như là tầm bậy tầm bạ được, chở cực khổ lắm. Nghĩa là nước thật sự là có mua thì không quá đắt, nhưng mà cái công chở nước rất là cực, và thậm chí là cái vị trí nhà mình nó không thể nào vận chuyển nước vượt vào được. Đúng rồi, nó hẻo với nó 2 cái bồn bên đây trống lỗng luôn, là không có xe chở nước vô nên nó trống lỗng mà.
Và đây là một chiếc xe mới nữa, chú Minh Cô Đơn sẽ tiếp tục lấy nước để hỗ trợ cho bà con ở vùng hạn mặn. Ngay lúc này thì cũng có rất là nhiều xe từ các đoàn từ thiện khác đến đây để tập trung hỗ trợ cho bà con. Chú hết ra, rồi lấy chú hồi sáng giờ này, cái này nữa là cũng là 20 mấy gan rồi đó. Nhưng mà mấy bữa nay thét rồi nó nhức tay, mình mấy đứa nhỏ thì đi làm hết, rồi chú phải đi làm mà mình phải động lực sách vô nó nặng. Đó vậy đó. Thì ráng làm cứ xài nó có xài. Con thấy chú hay cái là chú chế cái chiếc ghe thành cái đồ chứa này. Cái xe đẩy để chở nước về. Chú hàng ngày chú đi làm cá ở dưới kênh á. Rồi giờ nước cạn rồi cái hết cá luôn, rồi lấy cái này mình kéo cho nó khỏe hơn, đỡ lên xe. Hay. Hay là nhìn chú về. Đây có một anh trai đang chở nước vào một cái xóm cách đây khoảng 1 cây số nè. Những cái phi đựng nước ở nhà người ta sẽ chất lên những cái xe ba gác này để tiết kiệm cái thời gian và chi phí vận chuyển. Lúc này thì cũng rất là nhiều xe nước, hôm nay là quá tải xe nước luôn rồi, nguồn cung đã đáp ứng đủ với cái nhu cầu. Cái này là cha nhà mình luôn hay là chia cả xóm? Chở ba bốn nhà ở xóm vậy đó. Rồi về mình chia nhau như thế nào anh? Chia nhau ra một người can can nhà nhà, can hai can vậy đó, xài chở nãy sáng giờ không biết nước ở đây không có. Thì lấy nước đầm dưới đầm nó cũng xà lan vô. Gần đây là có một cái điểm để lấy nước nữa. Đúng làm rồi. Bằng xà lan. Xà lan mà nó đục. Nó đục. Vậy thì đang nước lấy từ sông á. Đục rồi. Những cách đây khoảng 2 tháng trước á, là bà con không có nước thì bà con mua. Đúng rồi. Mà bây giờ thì mua được không? Lúc này ít ai bán nữa, không có bán nữa. Đa số là cho bà con ta xài, ai lấy được có lấy chứ không có cho bán nữa. Rồi có tại vì cái nước tướng trên người ta không có, nhà nước ta không cho bán nữa. À, bán ra cho phục vụ cho bà con, ai tới lấy được có lấy chứ không cho bán. Cũng sợ là người ta trục lợi, người ta đúng rồi, trục kinh lợi. Doanh á. Đây các bạn chị thấy xe nước vào ra liên tục, mỗi bồn như vậy là từ 30 tới 40 khối. Vậy là anh đâu có thời gian để anh làm ban ngày đâu. Cứ chở 3-4 ngày đi vài chuyến vậy cho bà con ở sớm nhé. Cho mấy người già người ta chở sớm nổi, mình bơm vô cho chùm cho người ta. Lúc này là lúc mà người ta cần nhau nhất ha. Nói chung tình thương à. Tình quá. Ở đây nhiều xe. Đợt này thì cảm giác là anh thấy là các cái xe từ thiện vào nhiều hơn so với đợt trước không? Đúng rồi, từ thiện nhiều. Nhiều hơn 2020. Nói chung giờ đỡ hơn 2020. 2020 rất là vất vả. Nói chung là đó là chủng chở từ canh nhà cho bà con vậy đó. Mấy đường hẻm mà xe vô lớn vô không được, mình chở mấy xe nhỏ vô. Đây lúc này thì cũng có rất là nhiều xe bồn di chuyển vào và mình đang liên hệ đặt thêm những cái xe bồn khác. Từ bữa đến giờ thì tụi mình đặt gần cả 10 mấy chiếc xe bồn rồi. Thậm chí là có một cái điểm phát cơm chay miễn phí cho bà con ở đây. Nhờ các cái nhóm từ thiện đến để hỗ trợ cho những anh em mà đi phát nước. Vì đây là một cái vùng làng quê cho nên là sẽ không có quán cơm nhiều. Người ta chỉ bán đồ ăn sáng, vào giờ trưa và giờ chiều thì cũng không có ai nấu cơm để kinh doanh hết. Cho nên là rất là nhiều người chở nước từ thiện ở đây á, trưa buổi chiều không có cơm ăn, ăn mì gói thường xuyên. Vậy nên là có những cái điểm cơm chay như vậy giúp cho bà con đỡ đần được đôi ba phần. Đây là những chai nước suối mà bà con tiết kiệm dành cho chúng mình nè. Thương, rất là nhiều người thương ở đây. Người ta cần quá trời luôn à. Ở trên chở xuống năm cái mấy lâu rồi, nay 3-4 năm rồi, giờ tái lại năm nay mới nặng dữ nè, năm nay mới khô hạn dữ á. Và mỗi lần mà tới kỳ mà khô hạn á diễn ra cứ 4 năm một lần thì tại sao mình không chuẩn bị những cái bồn nước sẵn để dự trữ mà lại bị động như vậy vậy cô? Tại vì mình có đồ dựa nhiều đâu, mình mua đâu có nổi đâu, mần dân đi mần mướn mần thuê không mà lo ăn không gần chết luôn, đâu có mà tiền đâu mà mua bồn mua xây hồ rồi để sẵn, rồi có nhiều là xài hết. Nhà cái kinh mà năm nay kinh cạn, năm nào cũng bơm kinh hết, bơm kinh lên cái mình lóng thuốc á mình xài, mà năm nay kinh nó cạn. Vậy thì sau cái lần sự cố này thì dự tính là chắc bà con rút kinh nghiệm ha, mua những cái bồn như vậy trữ. Cái bồn này hổm đại thành cho hay gì nè, này là xã tặng nè, đó cho nên bà con cũng đỡ đi đôi ba phần rồi á. Cho mỗi hộ cái gì nè, nhưng mà khổ quá người ta cho, còn mấy người kia thì người ta không có, chưa có cho. Chừng nào có tài trợ, nhà tài trợ nó cho nữa thì mới cho mấy hộ kia, còn mấy cái hộ khổ cho trước. Bồn này là 2 triệu mấy,
2,5 triệu nha, Đại Thành. Dạ. À, cái này có Đại Thành nè. Ngày mai mới có. Ngày mai. À, kính thưa các bạn, là hôm bữa đến giờ thì ngày 1 Tây á, thì mình chứng kiến những chiếc xe nước đầu tiên. Hôm nay thì cũng đã mười mấy ngày rồi hả cô? Và đây là cái nhân vật mà trong là nửa tháng rồi đó, nửa tháng, và cô là một trong những cái người đầu tiên đồng hành cho bà con ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Thì từ bữa giờ thì cô đã chuẩn bị bao nhiêu xe bồn nước rồi cô? 28 nay, nếu nay 3 xe nữa là 31 xe. 31 xe. Rồi giờ tới tối nữa không biết về, thầy nói là có thể về 2 chiếc nữa, nhưng mà chưa biết làm sao, chứ bữa nay là 3 chiếc đó, là 31 chiếc. Mỗi chiếc xe là 40 khối nước. Thì 30, con tính tròn cho 30 chiếc đi, là 1 triệu mấy khối luôn rồi, 1,2 triệu. Đúng rồi, 40 khối rồi, 1 chiếc 40 khối. Và hôm bữa đến giờ thì con thấy hội của cô á, lại là cái hội đầu tiên và vẫn tiếp tục duy trì. Trong khi đó rất là nhiều người sẽ vài chiếc rồi họ đuối sức, họ không tiếp tục đồng hành nữa. Của cô là suốt mấy năm trước đó, là cô là từ đầu tới đuôi là suốt, cô đi mười mấy xe, 7-8 xe. Từ đâu là cô là người tiếp cận và biết thông tin là bà con ở đây hạn mặn đầu tiên để loan truyền thông báo? Đồng đội cô ở đây nè. Cô là đồng đội đây nhiều lắm á. Cô tới mười mấy ngàn người đồng đội mà. Và điều con thấy là bữa nay cái chân của cô đã bị thương nè, và vẫn tiếp tục có mặt ở đây. Nói đúng ra là hôm 1 Tây tới giờ là thầy Minh là phó đoàn, cô là trưởng đoàn chương trình Giọt Nước Nghĩa Tình, với chị Mai là phó đoàn. Nhưng mà cô giao cho thầy Minh với chị Mai. Cô ngồi cô điều khiển từ xa thôi, với cô vận động nguồn á, cô chuyển xuống cho thầy Minh. Thì qua cái mười mấy ngày nay đó là cô nghe nhiều thông tin ở dưới đây, nhiều xe về mà dư ói mà dồn lại một chỗ, có chỗ là không có mà ta xin không có đem về. Thứ nhất, thứ hai, đường lộ giờ xe trọng tải lớn á, không có cho vô đậu ngoài này. Rồi xe trung chuyển thì thiếu xe để chuyển đi, bà con gặp khó khăn. Nên hôm nay cô xuống đây cô kiểm tra coi như thế nào, để cô điều phối đi các nơi, nơi nào có cần là cô điều phối đi. Chứ để dồn chỗ thì dư quá, chỗ thiếu quá, rất là khó khăn. Chứ hàng năm, mấy năm trước đó hen, thì những người khuyết tật á, với trẻ, với người già đó, là ngồi chỗ đó là cô có đội thanh niên đưa vô tới, cung cấp tới nơi với cô điều, cô cho xã đó, cho thanh niên đưa đi. Mà bây giờ nghe nói lợi cô Sư Hạnh có đi vô trọng á, có người nằm lóc á mà không có ai để giúp đỡ, mà xe đâu có vô được. Nên thời hành ra cô xuống để cô điều phối để giúp cho những cái hoàn cảnh đó. Dạ. Và có một cái điều như thế này, nhiều người nói rằng là miền Tây là cái vùng đất nhiều sông và nhiều nước. Nhưng mà có nhiều người xem clip con cũng không tin là ở dưới đây nó hạn mặn như vậy. Phải chạy xuống đây kiểm tra thử. Không biết là cô ở đây cô đồng hành một thời gian dài, cô cảm nhận được cái sự biến đổi khí hậu ở đây như thế nào? Cô rất là ở đây là rất là nóng được, như cô ở quê cái bè là nó đỡ lắm, còn xuống đây là nóng được, là hàng năm đều bị hết chứ không phải không bị, nhưng mà nó không có bị nặng như năm nay. Như năm trước á, là càng nặng dữ nữa, năm nay được rồi, chưa đến đổi, nhưng mà là cũng là khô cằn đó. Những con đi qua mấy cái sông rạch đó cô cằn hết trơn à. Cô vô cô thấy cái nhỏ đồng đội cô nó quay clip trực tiếp nha, là hai bé đó nó tắm, rồi bà ngoại tắm thì lót cái mũ ở dưới rồi nè, rồi tắm cái hứng cái mũ đó xong cái để giặt đồ để dội bồn cầu dưới lau nhà. Cô thấy quá xót xa nên mọi người kêu gọi cô đồng đội cho hay, mà cô kêu gọi lên thì mọi người nói chưa Loan ơi, chưa chừng nào tới cao điểm hả ra quân. Nhưng mà các đồng đội dưới đây nó la làng lên, nó nói là nó điện mỗi ngày thì trong tâm cô là chịu không nổi. Cô mới kêu nói thầy giờ mình ra quân mới đầu có xe. Ngày thứ hai hai xe, một xe nữa. Ngày thứ ba cho ba đi ba hai xe. Rồi cái ngày thứ tư cũng hai xe. Cái thứ năm cũng hai xe, thứ sáu nó lên tặng lên ba cái viết tụ tập đó, mọi người về tụ tập nơi đây. Những xe bữa nay 7 xe đó là cũng của thầy kéo. Hôm nay 7 xe 40 khối. Ừ. Mỗi xe thì nhân lên con số khủng khiếp không? 210 khối. Nhưng mà giờ tới chiều còn về cũng cả chục xe nữa đó. Ừ. Mà bây giờ cái của chánh quy của cô á là bữa nay là 3 xe trước mắt, còn
Thầy ổng nói ổng đi tụng rồi, ổng nói để giờ tới chiều báo có thể là 2 xe, ngày qua cô 5 xe đó. Là riêng của phần hội cô đó nha, còn các mạnh thường quân cho về thầy kêu về đó là riêng á. Như tụi con về cũng vậy là riêng đó. Dạ. Thì con cũng đại diện bà con ở đây cảm ơn cô Loan rất là nhiều. Cô là người đồng hành mà bữa giờ con mới chứng kiến nè. Dạ. Cô là mùa dịch nè, rồi bão lũ nè, rồi hạn hán là có mặt cô hết. Con thấy trên bàn này có một cái quầy cơm chay miễn phí, thì cơm chay này từ đâu cô? Ở bên An Giang, cái đoàn An Giang của Phật giáo Hòa Hảo qua. Bây giờ chống nấu cơm, chống con vô chống quay đi. Dạ dạ, để có bà con cơm để cho giờ mọi người lại ăn nè. Đây là dưới nước đó là của từ bên An Giang qua, rồi đem nước qua đây thấy vậy đó thì mới kéo đoàn của biết ăn của từ thiện của An Giang đó. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn con nhiều nha. Cảm ơn cô Loan ạ. Đây, mọi người ở đây thì sang chiếc ra cho những cái can nhựa như vậy. Đây, nước mình thấy có địa chỉ là Đức Hòa, cách đây khoảng 30 cây á. Mấy chục cây, 80 cây. 80-90 cây, cỡ xa vậy ta. Này mua bao nhiêu một bình như vậy à? Bỏ nữa này. Đây. Mình tiết kiệm em. Đây nước của chị nè, chị trước đây rồi. Ồ, nó bị xì rồi. Chiếc ra tại vì bà con có bình đổi á, đúng ra có bình đổi thì khỏe à. Ngày mai thì mình có mua mấy cái chai nước nước lóc á, để chia cho nó dễ, khỏi phải đổi. Để cũng về uống xong rồi giữ cái chai đó tận dụng, đựng nước mắm, đựng cái gì đó cũng được. Bây giờ thì bà con xúm xít nhau để chia từng canh nước như vậy. Canh của chú nè. Mọi người chiếc nhau từng giọt cuối cùng. Can của chú đâu? Can của chú có nước chưa? Chưa hả? À, chú bông xăng ha. Bông xăng. Tên xăng luôn ha. Chú này là tên Tạc. Tạc này nó đi có muối lâu rồi. Đi bán muối hả? Con dâu nó không hả? Dạ, nó đi trên vậy con hả? Đừng chạy nó nhớ nó mới người chạy á. Đừng từng viên nó cười biết. Bây giờ thì mọi người chắc nước lên xe di chuyển về nhà. Cô bán chị thấy phần lớn là toàn là người lớn tuổi, người già. Vì thanh niên đi làm xa hết rồi. Chứ còn những người già ở đây làm ăn thôi à, sinh sống thôi à. Còn người trẻ thì đi làm xa. Đây thì sang chiếc thôi chứ không có cái bồn tập trung cho dễ nhanh. Cái chiếc gì nó lâu lắm. Đổ vô cái bồn xong rồi mọi người tự chia nhau. Các bác chị thấy trên đường đi lúc nào người dân cũng chở theo những canh nước như vậy nè, để đi công chuyện rồi vận chuyển về. Bà cụ xách thêm những cái xô nước ra để tiếp tục hứng phần nước sạch.